đều đặn mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Cứ khoảng 16 giờ chiều, tại con ngõ 15 phố Phương Mai, quận Đống Đa, có hàng dài người xếp hàng trật tự ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí từ nhà ăn Không Đồng Bạch Mai. Một mô hình từ thiện đầy ý nghĩa do các thành viên tình nguyện của nhà ăn Không Đồng Nhất Tâm khởi xướng đã hoạt động đến nay được hơn một năm. Khi mà đến với Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi cũng biết là ở đây có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, những cái trường hợp bệnh nặng và phải rời quê để mà lên thành phố chữa trị rất là lâu dài rồi. Thế nên là chúng tôi cũng muốn là chung tay, vừa là chia sẻ để đỡ đần cho bà con một chút về kinh tế, và cũng mong muốn là bữa cơm đấy sẽ là nguồn động lực, là cái lời động viên dành cho bà con để bà con không bị mặc cảm, không bị tự ti vì bệnh tật, mà bà con luôn tin tưởng là luôn xung quanh bà con luôn có người đồng hành cùng. Những suất thức ăn nóng hổi được các thành viên trong đội tình nguyện tự tay chuẩn bị từ sớm. Đến giờ, mỗi người một việc, người xới cơm, người lấy rau, thức ăn, múc canh, rồi đóng hộp cẩn thận, trao đến tận tay bệnh nhân hoặc người nhà. Mỗi ngày, đội tình nguyện phát khoảng 300 đến 400 suất cơm miễn phí. Mà chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng, vì là chúng tôi là giải quyết được đỡ cái khó khăn của bọn tôi. Là bọn tôi vào viện bét cũng phải là có người hàng tháng, cũng như tôi là hàng tháng nay rồi. Là kinh tế nó cũng eo hẹp, ra đây được các cô cho cơm này, ăn thì bọn tôi phấn khởi lắm mà rất là ấm lòng. Rất là thấy dinh dưỡng ở đây rất là tốt. Họ còn phát thêm cơm với sữa cho bà con nữa. Như vậy là cảm ơn những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày đầu thành lập nhóm thiện nguyện, nhà ăn còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, từ người phục vụ đến nguyên vật liệu, nguồn kinh phí để duy trì. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, nhà ăn Không Đồng Bạch Mai đã được nhiều người biết và tìm đến, với mong muốn cùng chung tay xây dựng, đóng góp để giúp đỡ những gia đình có người bệnh đang phải điều trị vô cùng tốn kém, khó khăn. Bếp ăn Không Đồng Bạch Mai luôn đón chào mọi người, mọi nguồn lực để chung tay duy trì. Người có tiền sẽ đóng góp tiền, người có rau gửi rau, người thì đến góp công góp sức, phục vụ nấu nướng, phát suất cơm cho người bệnh. Từ xuất phát điểm chỉ có vài người, công việc vô cùng khó khăn vất vả. Đến nay, nhà ăn Không Đồng Bạch Mai đã có tới 10 tình nguyện viên. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ đảm nhiệm một vị trí khác nhau, được phân công mỗi người một việc. Làm sao cho công việc đúng tiến độ, suất cơm chất lượng, bữa ăn đủ chất được bà con ghi nhận. Tất cả anh em ở trong nhà ăn này thì đều có một cái tâm hướng thiện và hỗ trợ những bữa ăn cơm Không Đồng cũng giàu chất dinh dưỡng để dành tặng cho bà con bệnh nhân nghèo ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài ra thì anh em cũng có là những có phần hàng ngày thì cũng thay đổi những cái khẩu vị ăn hay là sẽ chia ra hàng ngày. Thì thứ hai thì là thứ hai và thứ năm thì bên nhà ăn sẽ nấu cơm, và thứ ba bánh cuốn, và thứ tư cháo, và thứ sáu là xôi, thì cũng thay đổi tất cả các khẩu vị để có một cái bữa ăn ngon miệng hơn cho tới bà con bệnh nhân. Cho đến nay là nhà ăn đã hoạt động hơn một năm, và cái sự kêu gọi thì cũng chưa phải là rầm rộ hay là ồn ào nhiều. Hiện tại thì là quỹ vẫn đang kêu gọi cùng nhau chung tay, nhưng cái sự chung tay ở đây hiện tại bây giờ là trong một cái nhóm rất là nhỏ. Mục đích cuối cùng của bếp ăn Không Đồng Bạch Mai đó là chung tay giúp đỡ những gia đình có người phải điều trị lâu dài trong bệnh viện. Mong muốn đơn giản là làm giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình những bệnh nhân. Đồng thời lan tỏa tình yêu thương của người dân thủ đô, chia sẻ giúp đỡ với các gia đình ở nhiều tỉnh thành phố khác đang có người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện lân cận.